Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần cuối của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, ngày hôm 28 tháng 5, thì một người phụ nữ vừa là cựu hoa hậu của Australia vừa là một chính trị gia của thành phố nơi cô đang sống đã phải ra hầu tòa và cái phiên tòa này dự trù là sẽ kéo dài vài ngày liên quan đến việc là cô đã bị cáo buộc á, là chửi chồng, đấm đá bạo lực đối với chồng và uh, gọi là uh, đánh ông hàng ngày, chửi ông hàng giờ trong suốt nhiều năm trời và cái người đưa đơn đó chính là ông chồng của bà um, bà này á cái người phụ nữ này tên là Catherine Isabel Hay 48 tuổi bà thật hoa hậu uh, vào năm 1999 rồi xong rồi sau đó vào cái chỗ mà ở quốc hội của nơi là Tasmania vào năm 2022 đến 2006. Thì uh, theo như cái đơn kiện của ông chồng bà đó tên là Richardson thì nói rằng là hai người này gặp nhau là vào năm 2009 và họ đã bắt đầu kết hôn là vào năm 2012. Nhưng mà sau một năm chung sống với lại những cái điều mà đẹp đẽ và lãng mạn đó ừ. thì cuộc đời của ông chồng này đã bắt đầu thay đổi vào năm 2013 kể từ khi mà người vợ của ông sanh đứa con thứ hai. Nói rằng là ông không thể nào tưởng tượng được ông sống như là địa ngục vậy đó có nghĩa là mỗi ngày một xấu hơn là trong một cái lần đi đi chơi ở đi chơi ở Melbourne năm 2014 thì bà vợ đó không có ngần ngại lột dài đánh vô đầu ông ở trước mặt rất là nhiều người luôn bởi vì nói rằng á ông đã chạy xe rất là ẩu đó rồi có lần á thì bà cầm nguyên một cái một cái tô cereal á bà tạt luôn vô mặt ông nói rằng là cũng trong một cái chuyến chuyến đi chơi đi chơi trở về nói rằng ông là một cái kẻ rất là vô dụng rất là khốn nạn lười biếng đủ thứ hết có nghĩa là ông nói những cái lời lẽ mà mạt uh, sát những cái lời bạo lực là bà này nói với ông là hằng ngày luôn rồi xong đó rồi bà đưa cho ông uh, giống như một cái list ông phải làm những cái việc này ông không làm đúng không làm uh, kịp những cái gì bà yêu cầu thì là bà lại sẽ tiếp tục ông sẽ tiếp tục uh, bị bà đánh bà sỉ nhục nói rằng là bà này cũng đã từng bị cảnh sát bắt giữ khi mà bà bắt đầu tác ông chồng liên tục lúc mà ông này chỉ vì cái tội đó là nói rằng là ông chạy xe nhanh và ông quẹo cái cua đó nó gấp quá cho nên là rác như vậy rồi không biết là lúc đó là cảnh sát thấy hay là ông này gọi nhưng mà bà bị bị bắt ngay lúc đó rồi bị cái ở nói ở úc đó, là nếu như đối với lại cái bạo hành như vậy thì bà này sẽ nhận được cái lệnh là phải cách ly không được đến gần thủ phạm à, đến đến à, nạn nhân của mình á, trong một cái à, cái khoảng nhất định và thời gian nhất định nhưng mà sau đó là bà gọi điện cho ông ông chồng kêu ông phải đi lên xin xóa cái cái ừ. à, cái lệnh đó cho tôi thì ông chồng cũng phải làm theo rồi xong rồi chưa kể đó xin xóa rồi rồi bà buộc ông chồng của mình phải viết email gửi hết cho anh chị em của ông, nói rằng tất cả những cái lỗi mà đã có đó là do chính ông gây ra thôi, chứ bà vợ ông là chỉ là dạy dỗ ông thôi. Rồi xong rồi, bà này còn ghê gớm nữa, nói rằng bà gọi điện thoại cho ông trong suốt uh, 79 phút, ghi ra rõ ràng luôn, 79 phút, đọc xuống kêu ông viết xuống như là một cái đơn vậy đó, trong đó là nhận tội rằng là ông đã có quan hệ với một bà phụ nữ khác ngoại tình như thế nào mà toàn bộ cái câu chuyện đó là do bà tưởng tượng ra và bị bắt ông chồng mình phải viết như vậy cho đến lúc ông chồng sợ quá ông chồng phải nộp đơn kiện ra tòa nói rằng là đã làm cho ông bị suy sụp đủ thứ hết thì bây giờ phiên tòa sẽ diễn ra sắp tới đây thì không biết là bà này sẽ được phân xử như thế nào nhưng mà khi mà cái câu chuyện này đưa lên á ở trên Yahoo News hay là nhiều nơi người ta nói trời ơi tôi đang đọc cái gì đây trời ơi sao mà sao mà ông chồng nào mà phải phải chịu đựng khủng khiếp như vậy thường người ta nói là đàn ông thì hay có cái thói quen bạo lực thượng cẳng thượng cẳng chân tay, thượng cẳng chân hạ cẳng tay đó nhưng mà thấy bà này là thấy anh hùng luôn thôi cái việc đã thấy chưa đừng quen hoa hậu tôi đã tôi nói rồi đừng quen hoa hậu <laughs> à, một cái bản tin đối với quý vị cho thấy rằng là nếu quý vị thường xuyên uống nước Fiji, cái chai nước này đây trong một cái vỉ là chai này là chai 500 ml nha, 500 ml và cái chai này trong một cái vỉ nó có 24 chai. Thì cái chai nước này đang bị thu hồi lại bởi FDA tại vì họ tìm thấy có những cái vi khuẩn ở trong đó ít nhất là ba loại vi khuẩn. À, cho nên hiện tại thì cái bài báo không có nói rằng là mua từ ngày nào đến ngày nào là bị nhưng mà họ cho biết là bán toàn nước Mỹ và trên online nữa cho nên nếu quý vị có đi Costco, quý vị có mua đi chợ rồi mình thấy cái chai nước này mình mua đó thì nên uh, có thể lên mạng để tìm kiếm về cái vấn đề Fiji Water uh, đang bị recall, đang bị thu hồi lại vì có cái, những cái nhiễm khuẩn. Bây giờ quay qua một cái bản tin khác nó cũng uh, lạ lắm. <laughs> Đây là hãng máy bay Virgin Australia, hãng bay trong nội địa nước Úc. Cái hãng bay này có một cái đường bay từ Perth tới Melbourne. Và trong cái chuyến bay VA960 thì hành khách đang ngồi trên máy bay mà đang bay trên trời được 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 gần gần 45 phút rồi đó. Thì họ tưởng rằng là họ có thể mở cái máy màn hình lên và thưởng thức một chương trình giải trí ở trên đó thì bỗng nhiên có một cái chương trình giải trí khác nó xuất hiện live à, ngay trên máy bay đó là một ông cởi trần chuồng và chạy tới chạy lui trên máy bay <laughs> họ nói rằng là tôi không ngờ rằng là lại có cái trường hợp đó xảy ra ông đó đi chạy tới chạy lui và tông vô một người tiếp viên làm người đó ngã xuống sàn thế là phi công được báo phi công được cái lệnh là phải đáp xuống khẩn cấp thì phi công phải quay ngược trở lại cái phi trường đã bay được 45 phút rồi phải quay ngược lại và đáp xuống chờ cảnh sát lên bắt thì hiện tại đó nhiều câu hỏi được đặt ra ông này ông ở đâu ông mua vé như thế nào mà lên được máy bay rồi ông cởi đồ ra ở cái chỗ nào <laughs> quần áo của ông ở đâu đó thì trước đây vào năm 2000, 2018 cũng có một trường hợp là có một uh, chuyến bay từ Alaska uh, đi tới uh, tôi nhớ là Los Angeles hay đâu đó thì cũng có một người vô trong phòng, phòng vệ sinh cởi hết đồ ra rồi mở cửa cái phòng vệ sinh ra chạy tới chạy lui trên máy bay trần chuồng như vậy đó thì cái người đó cũng bị bắt và cái ông này cũng bị bắt nữa ông này cảnh sát đang điều tra coi là ông có bị tâm thần hay không đang được xác định bởi bệnh viện và tòa nói rằng là có thể tháng tới là ông sẽ phải ra tòa và coi như là có thể kết tội ông về những cái tội gì đó hay không nhưng mà theo luật của quốc tế đó hiện nay đó thì những cái sự mà gọi là uh, họ sẽ không có khoan nhượng những cái hành vi bất cảnh những cái hành vi mà gọi là có thể gây ra tai nạn ở trên máy bay nhất là đi đường hàng không Cái vị có thể tưởng tượng ra mình chỉ cần nói cái chữ máy bay có thể có bom đó thí ừ. dụ vậy thôi là mình cũng sẽ bị kết tội là gọi là, là, hâm hăm dọa rồi đó chứ không phải là là mình là có bom hay thật hay là không cái cái lời nói thôi cũng đã bị đã bị kết tội rồi cho nên cái việc mà cái ông này gây gọi là loạn lên ở trên máy bay mọi người cứ tưởng là đang sửa soạn được coi một chương trình giải trí gì đó thì lại thấy như vậy thì ông này hiện tại đã bị bắt rồi và chuyến chuyến bay này từ từ Perth tới Melbourne mà không cho biết là bao nhiêu hành khách ngồi trên máy bay lúc bây giờ <laughs> thưa quý vị một tin liên quan đến Việt Nam đó là ngày hôm qua thì bên ngân hàng nhà nước Việt Nam đã cho biết rằng là họ sẽ chấm dứt cái việc mà bán đấu giá vàng mà bây giờ lại họ lại đưa qua cho bốn ngân hàng thuộc nhà nước để ừ. cho người ta vào đó mua vàng, ừ. rồi thêm nữa là bốn cái công ty chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý lớn nhất của Việt Nam lại bị đưa vào điều tra. Ừ. thì tất cả những cái điều đó người ta nói lên cái gì? thì ngày hôm trong cái phiên ngày 29 tháng 5 á, bà thống đốc của ngân hàng nhà nước Việt Nam tức là bà Nguyễn Thị Hồng bà cho biết là cái chuyện mà dừng đấu giá vàng lại á là bởi vì đưa ra mà sao không thấy giá vàng ở trong nước nó giảm được cái mức chênh lệch so với giá vàng thế giới. Ừ. Mà trong khi mục đích đưa ra là để làm sao để giá vàng trong nước và giá vàng ở thế giới nó nó nó, nó ngang ngang nhau chứ bây giờ nó chênh lệch có lúc lên đến 20 triệu uh, 20 triệu đồng tức là khoảng 800 đô la cho một lượng vàng thì cái con số đó không có chấp nhận được thì người ta nói đưa giá vàng đưa ra ngay từ cái lúc mà cái giá khởi điểm nó đã cao hẳn hơn giá vàng thế giới rồi thì làm sao mà kéo cái mức đó lại rồi tại sao mà nhà nước đến bây giờ vẫn độc quyền về cái chuyện là nhập khẩu vàng rồi không nhập thì làm sao mà nó ờ, nói là tình hình mà sản xuất vàng trong nước khó khăn đi mua cũng khó nó trong khi thế giới bán thì tại sao không mua về để mà nó nó trông nhớ bình ổn lại thì nhiều cái câu hỏi người ta thấy rất là lạ lùng nhưng mà khi đưa ra là bốn ngân hàng của nhà nước sẽ bán vàng rồi đi điều tra thanh tra những cái công ty lớn của việt nam thì người ta nói ồ nhà nước đang làm cái động thái gì đây ờ, rất là kỳ lạ và tuyên bố là sẽ tịch thu những cái vàng nào mà không có giấy tờ đó Ờ, cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai. Sau Cà phê sáng là chương trình Thời sự Thế giới. Xin kính chào quý vị. Bosa Phone Service 9319 Bosa Avenue Westminster C 92683 Tọa lạc tại trung tâm Little Sài Gòn, cạnh bưu điện Bosa. Chúng tôi chuyên mua bán sửa chữa các loại iPhone, iPad, MacBook và Samsung. Ép kiến thay mới các loại smartphone, uy tín tận tâm, phi estimate đặc biệt chúng tôi bán các loại phone giá rẻ nhất vùng rồi 714 548 6495 548 6495